Năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu ở Quảng Ngãi diễn ra sôi động, nhiều dự án triển khai đúng kế hoạch đề ra. Điều này đã giúp cho ngành hải quan Quảng Ngãi gặt hái nhiều thành công trong công tác thu ngân sách. Ngành hải quan Quảng Ngãi năm 2021 đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Ngãi đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Tổng số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hơn 23 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với năm 2020. Trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 6,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,73 tỷ đô la Mỹ so với năm trước. Nhờ đó, số thuế xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 8.812 tỷ đồng, vượt 3.812 tỷ đồng so với dự toán được giao. Trong đó, giá trị xuất nhập khẩu của khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quốc và nhà máy lọc dầu Dung Quốc chiếm 95%. Hiện tại thì xuất nhập khẩu thường xuyên trên địa bàn thì khoảng 84 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục thường xuyên khoảng 84 doanh nghiệp. Thì trong đó thì chủ yếu là các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu cũng như là gia công xuất khẩu hàng phục vụ sản xuất trong nước. Nguồn thu chủ yếu của đơn vị thì nó phụ thuộc vào cái hoạt động của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và cái dự án của công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quốc. Bên cạnh đó thì cái hoạt động xuất khẩu của đơn vị cũng gia tăng rất lớn do các hàng hóa xuất khẩu là dăm gỗ xuất khẩu. Hải quan Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu. Đơn cử như việc áp dụng hệ thống Vinas đã giúp cho việc khai báo mọi lúc mọi nơi, hạn chế giấy tờ, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm được chi phí hành chính, vừa tiết kiệm thời gian. Trong năm 2021, ngành hải quan tiếp tục thực hiện đề án nộp thuế điện tử 24/7, tạo thuận lợi cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt, đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời chính xác, giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế. Cùng với đó, Hải quan Quảng Ngãi đã thực hiện tốt đề án quản lý giám sát hải quan tại cảng biển. Thì đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn vị cũng rất là quan tâm và cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch về công tác cải cách thủ tục hành chính để góp phần vào tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp cũng như là tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh để giảm bớt cái mà ảnh hưởng do đại dịch Covid gây ra. Đấy. Thì cái này đã đạt được những kết quả cũng rất là tích cực. Ví dụ năm 2020 ấy, thì đơn vị Cục Hải quan tỉnh là xếp thứ nhất trong các đơn vị cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về cải cách thủ tục hành chính. Và cái vừa qua là tỉnh có tổ chức về đánh giá kết quả xếp loại chỉ số cải cách thủ tục hành chính ấy, thì Cục Hải quan tỉnh cũng nằm trong nhóm 1 của các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, gồm có Cục Hải quan này, Cục Thuế này, Kho bạc Nhà nước, đây là nằm trong cái nhóm 1 về cái mà công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại như là tạo cơ sở tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu trên địa bàn. Với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng tiên học và xử lý công việc theo hướng chuyên nghiệp minh bạch của ngành hải quan đã giúp cho người nộp thuế giảm về thời gian và chi phí. Đối với cán bộ, nhân viên, cơ quan hải quan có nhiều thời gian hơn cho phân tích xử lý thông tin do không phải nhập số liệu. Từ đó, chất lượng thông tin được tăng cường, có độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay.